Tiếp tục là một em Daikin nhé, mã của nó cũng là MCK75, dòng Daikin đầu bò. Đây là dòng công suất cao hơn 80W, 83W với hệ thống lọc khí là tối tân, với các màng lọc này bao gồm cả có màng lọc điện này, màng lọc HEPA này, màng lọc than hoạt tính này. Đây là bánh xe bù ẩm này, đây là bình đựng nước này, bình đựng nước dung tích khoảng 4 lít nhé. Mặt nạ phía ngoài này, máy được vệ sinh kỹ càng nhé, từ trong ra ngoài nhé, được tháo ra toàn bộ còn để vệ sinh kỹ. Đây là hệ thống đánh ion. Để tháo lắp chiếc máy thì đầu tiên thì ta sẽ lắp theo từng thứ tự một nhé. Vệ sinh hết sức là sạch sẽ. Để về những cái dòng lọc khí như này, cái chức năng, cái tính năng quan trọng nhất mà cần phải chú ý và lưu ý lúc mua máy đó là máy có được vệ sinh sạch hay không. Nếu như máy không vệ sinh sạch sẽ thì như thế là ta vừa tốn tiền lại vừa có tác dụng ngược. Đấy. Tác dụng của chúng ta chính khi ta mua những cái dòng lọc khí là để mang lại cái không khí trong lành ấy. Nếu mà ta mua phải những cái dòng máy mà nó không được vệ sinh sạch sẽ hoặc là màng lọc bẩn ấy, quá bẩn ấy, thì như sẽ bị phản tác dụng. Đây. Màng cực đẹp đấy, màng HEPA thay mới nhé. Bánh xe bù ẩm này và bên trong vệ sinh hoàn toàn nhé. Đấy. Khi ta lắp màng lọc vào, ta để ý nhé, cái màng lọc than hoạt tính sẽ được lắp vào phía mặt trong cùng nhé. Đây, tức là ta lắp như thế này. Đấy. Và chiều thì ở trên này nó có chốt lẫy này, thì là ở chiều phía trên. Đấy. Khi ta bỏ vào thì nhấn nhẹ vào nhé. Nhấn nhẹ vào thì nó sẽ vào khớp lẫy. Tiếp theo là đến cái màng của điện cực. Đây, màng lọc thứ hai, tấm lọc điện. Ta sẽ úp về phần màng lọc điện ở phía trong nhé, phần nhựa ở phía ngoài nhé. Đây, vị trí hai điện cực thì sẽ ở mặt trên. Bánh xe bộ ẩm thì ta sẽ cho vào hướng này. Đây. Tiếp theo là đến bình đựng nước. Bình đựng nước thì ta để ý cái đầu này, chiều này nhé. Chiều này sẽ được cho lên như này. Đấy. À, chiều này nhé. Cái chiều của có cái vòi này thì sẽ là hướng vào trong. Ở đây nó có các lẫy mấu này, ta nhấn nhẹ vào thì nó sẽ khớp với cái gờ này. Đấy. Tiếp theo đó là phần mặt nạ ốp bên ngoài, ta bỏ các vị trí gờ. Khi tháo ra ta nhấn vào một hai cái bên này, đấy, thì sẽ tháo ra. Bây giờ nhấn vào một bên này, sau đó này, đấy. Sạch sẽ từ trong ra ngoài nhé, rất là đẹp. Sản phẩm thì hiện đang nguyên zin, nguyên bản, điện 100V. Bác mà có nhu cầu đổi điện thì cho đổi điện sang điện 220V nhé. Còn hiện tại thì vẫn đang để điện 100V nhé. Điện 100V. Các phím sử dụng ở trên thì có dùng phím nguồn này. Đây là phím bật tắt về chức năng bù ẩm này, bật nguồn này. Đây là đèn về độ ẩm này, độ ẩm càng cao thì đèn này càng sáng vì nhiều về phía bên phải, từ 30 đến 70. Hiện tại độ ẩm là khoảng gần 50. Đây là đèn về tốc độ gió, ở đây đang mức độ thấp nhất này, đến mức độ yếu này, đến mức độ trung bình này, mức độ cao, mức độ turbo là mức độ cao nhất. Đấy. Sang đây là chế độ phấn hoa,
Còn đây là chế độ tự động. Tự động tức là không khí mà bẩn thì nó tốc độ quạt sẽ nhanh hơn, sẽ mạnh hơn. Còn đây là về đây, để bật cái chức năng bù ẩm lên nhé. Đây, đây chức năng bù ẩm đèn sáng. Thì đây sẽ có điều chỉnh về chức năng bù ẩm. Đây bù ẩm ở chế độ thường này. Đấy. Đây là chế độ tự động này, tức là độ ẩm thấp thì nó sẽ bù ẩm nhé. Đây là bù ẩm liên tục này, tức là lúc nào nó cũng sẽ bù ẩm. Đấy, con tắt bù ẩm lên. Nếu mà ta bật chế độ bù ẩm mà không có nước, đấy, đây là cảnh báo không có nước nhé. Tại vì ta không bỏ nước thì nó sẽ có đèn cảnh báo ở đây, và phía trước này nó cũng có đèn cảnh báo. Đấy, đây là hẹn giờ này, 1 giờ, 4 giờ, 8 giờ. Phím này là có phím khóa trẻ em hoặc và tắt giảm ánh sáng ở đèn. Khi ta bấm này, ánh sáng đấy, nó sẽ mở dần đi và tắt đi. Đây là chế độ vào ban ban đêm á. Và nhấn giữ trong khoảng 2 đến 5 giây thì nó sẽ khóa chức năng khóa an toàn cho trẻ em. Thì khi chức năng khóa này được kích hoạt thì tất cả phím bấm này sẽ không sử dụng được. Và đây là hệ thống này là cảnh báo về màng lọc. Đây là màng lọc 1, màng lọc 2 này. Khi màng lọc mà nó bẩn ấy, thì nó sẽ những cái đèn cảnh báo này nó sáng, tức là báo hiệu chúng ta phải thay thế màng lọc. Rồi thông thường thì quy trình sử dụng cái của những máy lọc khí thì sau khoảng 6 tháng đến 1 năm chúng ta sẽ phải thay màng lọc trong trường hợp mà nó bẩn quá. Thì hoặc là trong trường hợp mà không bẩn nhiều thì có thể là khoảng tầm 1 năm mình mới phải thay một lần. Đấy, còn tất cả các máy lọc khí thì nên vệ sinh, sau vòng 1 năm ta nên vệ sinh. Bởi vì dòng lọc khí ở phía bên trong ấy, sau vòng 1 năm ấy, thì nó sẽ rất là bẩn ở phía bên trong này. Đấy, ta bắt buộc phải mở ra, tháo tung toàn bộ, vệ sinh toàn bộ. Thì như thế nó mới tốt và an toàn. Nó mới phát huy được đúng cái tác dụng về cái bản chất của một chiếc máy lọc khí. Rồi ok, bác nào có nhu cầu thì liên hệ theo số điện thoại và Zalo có ghi ở dưới nhé.